Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thành Được. Ngày hôm nay, ngày 25 tháng 8 năm 2023, chiếc lò chiên không dầu Capen K15 bản cộng xuất EU 9 phụ kiện và lắp ngọn ốc trên trục quay 360 gửi về cho anh Nguyễn Văn Kiên, địa chỉ ở Lương Xá, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và chiếc lò chiên không dầu này Thành Được cam kết bảo hành cho anh chính hãng 24 tháng, lỗi sản xuất 1 đổi 1 trong 30 ngày. Và hết bảo hành thì bên Thành Được vẫn hỗ trợ bảo trì, thay thế linh kiện, sửa chữa. Video này xin gửi đến anh vừa là một kỷ niệm, cũng là một giấy bảo hành online để minh chứng cho cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái dịch vụ bảo hành sau bán hàng. Nếu sau này bên Thành Được có sai sót ở đâu thì anh có thể sử dụng cái video này để đối chiếu chất lượng và cái dịch vụ bên Thành Được. Capen là một thương hiệu đồ gia dụng cao cấp đến từ nước Đức và nhà máy sản xuất thì cũng như những hãng khác, họ đặt tại bên Trung Quốc. Gần như tất cả những cái sản phẩm ở trên thế giới bây giờ thì các cái nhà máy sản xuất thì đều các hãng họ đều di dời về Trung Quốc. Không chỉ những cái thương hiệu đồ gia dụng và những thương hiệu điện tử như là iPhone của Apple thì họ cũng đều sản xuất 100% ở bên Trung Quốc. Và cái chất lượng thì nó sẽ theo nhà sản xuất và hãng đặt hàng, cho nên các bác có thể an tâm tuyệt đối. Và cái chiếc Capen bản xuất EU này nó đủ tiêu chuẩn để xuất về thị trường EU, cho nên là cái tiêu chuẩn của nó, sản xuất của nó rất là cao. 9 phụ kiện và máy nặng đến 12,1 kg tổng trọng lượng. Là một người thợ thì Thành Được đã tháo máy và test kiểm chứng cái chất lượng, do đó mọi người có thể an tâm tuyệt đối về nguồn gốc xuất xứ cũng như là chất lượng và cái dịch vụ bảo hành của hãng. Các bác có thể vào cái website của hãng là www.capen.vn ở Việt Nam và website bên Đức là www.capen.eu. Như thông lệ thì hàng bên Thành Được trước khi gửi đi thì đều được tháo ra như thế này và ghim điện để test chức năng của máy cũng như là kiểm tra tất cả cái phụ kiện. Thì có những bác thì được có thể ghi lại được video và đa phần thì cũng không ghi lại được cái video vì thời gian nó rất là hạn hẹp và không phải ai cũng ghi được, quay lại được video như thế này. Chỉ quay lại một phần nào đó thôi cho mọi người có thể thấy cái chất lượng bên Thành Được và cái sự uy tín đảm bảo giữa muôn ngàn vạn người bán. Khi tất cả các bác, các anh, các chị chọn lựa và tin tưởng bên Thành Được thì Thành Được sẽ làm tất cả những gì nhanh nhất, chu đáo nhất để cho mọi người xứng đáng với cái niềm tin đã tin tưởng. Những hàng giá trị càng cao chúng ta nên tìm hiểu thật kỹ càng để tránh tiền mất tật mang. Và với cả những cái sản phẩm thiết bị đồ điện tử cũng vậy, nó cần một cái chế độ bảo hành và những người am hiểu về chuyên môn kỹ thuật thì họ có thể hỗ trợ chúng ta xử lý nếu mà gặp phải những trường hợp mà không mong muốn. Phụ kiện của chiếc lò chiên không dầu Capen này thì chúng ta với cái bản xuất EU của chúng ta sẽ có tổng là 9 phụ kiện và 5 con ốc trên trục quay 360. Phụ kiện của nó sẽ bao gồm một cái lồng quay dùng để chiên khoai, rang lạc, nổ bỏng các loại hạt đậu, đỗ, ngũ cốc, sẽ có bản nề và khóa để chúng ta cho thực phẩm vào và xoay trên trục quay 360. Một cái trục, một cái tay lắp ở phía sau máy để giữ cái khoảng cách tối thiểu giữa máy và tường để máy nó có cái không gian để thoát khí nóng làm mát cái bo mạch linh kiện. Và nếu như các bác, các anh, các chị để máy cách xa tường từ 15 đến 20 phân thì chúng ta cũng không nhất thiết là phải lắp cái tay này. Một cái tay dụng cụ để gấp và cho thực phẩm vào và ra lấy thực phẩm ra khỏi lò tránh bị bỏng. Thành inox rất là dày, chắc chắn. Những cái mối hàn họ gia công rất là kỹ càng. Một bộ trục xiên nướng thịt BBQ rau củ quả thì trên cái bộ trục này chúng ta sẽ có hai cái vỉ inox để lắp 10 cái thanh xiên nướng. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có đến 3 cái vỉ chiên và một khay hướng dầu. Vỉ chiên sâu lòng
để phù hợp với những cái món ăn cần nắc, cần đảo, hoặc làm bánh, hay là làm các cái món nổ bì. Chúng ta có quấn giấy bạc phía dưới vào, nó sâu lòng, nó sẽ giữ giấy bạc của chúng ta rất là tiện lợi. Mỗi một cái sản phẩm chi tiết mà nhà thiết kế và người sản xuất, các kỹ sư họ thiết kế ra thì đều có những công dụng riêng. Đây là một cái thanh vỉ chiên nướng, thanh inox dày. Thì với những cái thực phẩm nặng thì nó sẽ không bị trượt, không bị tụt, và nó chịu được lực lên đến 15 kg. Với vỉ chiên mắt mau này thì chúng ta có thể làm các cái món như là rán cá, chiên cá, rán đậu, sấy khô hoa quả đi tốc, làm khô gà, khô bò, làm ruốc, vân vân. Những cái thực phẩm nhỏ làm bánh, làm trái nó không bị lo. Một bộ trục quay gà vịt nguyên con thì trên cái bộ trục này có thể quay được một con gà hoặc một con vịt có trọng lượng lên đến 2 cân. Và cuối cùng là khay hướng dầu của Capen. Thì khay hướng dầu của Capen được phủ một lớp men chống dính. Cái lớp men này thì ngoài cái việc mà chỉ sử dụng làm khay hướng dầu thôi thì mọi người có thể tận dụng nó làm một cái chảo áp bò bít tết, hoặc là dán bánh chưng, bánh tét ngày tết cũng được. Và cái điểm đặc biệt của hãng Capen ý, bản xuất EU ý, thì hãng cho đến 5 con ốc inox trên trục quay 360 sử dụng đủ cho bộ trục quay, giúp chúng ta không phải tháo từ phụ kiện này sang phụ kiện khác mất thời gian, và nếu như một đánh rơi đánh mất thì cũng không phải lo sợ. Cuối cùng là sách hướng dẫn sử dụng. Thì khi về Việt Nam thì sách sẽ có một nửa là tiếng Việt và một nửa là tiếng Anh, và phiếu bảo hành chính hãng Capen. Capen sẽ có hai trung tâm bảo hành ở Hà Nội và Sài Gòn, và cái trung tâm chính ở Hà Nội là ở địa chỉ 2A24BT1, khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và số hotline của kỹ thuật viên là 0901754147. Các bạn có thể điện trực tiếp vào cái số hotline của kỹ thuật viên để trong cái giờ hành chính, để có thể nghe kỹ thuật viên tham khảo thêm về chức năng của lồi. Nói nồi chiên thì nó cũng không chuẩn xác, chúng ta phải sử dụng cái ngôn từ là lò chiên. Lồi chiên thì nó có dung tích nhỏ và đa phần là thể loại rút ra rút vào. Còn lò chiên thì dung tích lớn và có thể quan sát ở bên trong. Và một cái điểm rất đặc biệt ấy, thì toàn bộ cái lòng của lò chiên ấy, và tất cả phụ kiện nó đều là inox, máy nó khác hoàn toàn so với lồi chiên. Và lò chiên thì nó được sử dụng với công nghệ, tất cả công nghệ điện tử thông minh, sử dụng men chip. Thế còn nồi chiên thì đa phần vẫn sử dụng hệ thống cơ. Thế nhiều bác có thắc mắc là dùng điện tử có bền hay hơn hay là cơ nồi cơ bền hơn, thì Thành được khẳng định luôn là nồi nào cũng sẽ có những ưu điểm và nhược điểm. Nhưng với dòng lò chiên ý, thì tất cả các linh kiện, hệ thống của nó bo mạch, tuổi thọ rất là cao. Các hãng họ đều công bố và khẳng định tuổi thọ trung bình trên 5 năm. Tôi nghĩ chúng ta sử dụng cái chiếc điện thoại như vậy, tuổi thọ khá là cao, nếu mà sử dụng đúng cách 5 năm, 10 năm thì vô tư. Còn thì kể con người cũng vậy, đều có tuổi thọ, chứ không ai dám khẳng định là bền một cái gì đó bền vĩnh cửu cả. Thời đại xã hội công nghệ số thì thay đổi liên tục, cho nên muốn trải nghiệm những cái thứ mới chúng ta luôn luôn là phải đầu tư. Còn với chiếc Capen này thì cái tuổi thọ nó quá là ok, và nó đều là inox, an toàn tuyệt đối với sức khỏe. Cái cánh cửa thì quan sát được đồ ăn bên trong, và cái dung tích lớn thì có thể quay nướng một con gà nguyên con, một con vịt nguyên con thoải mái vô tư. Đấy, vỏ thì đều là vỏ inox, và tổng trọng lượng của nó cả thùng, cả vỏ, cả phụ kiện lên đến hơn 12 cân, rất là nặng. Cánh cửa trợ lực 3 lớp chống rơi vỡ. Để bật lò thì các bạn sẽ ấn on off, sau đó xoay núm để chọn các cái chế độ 16 chức năng chiên nướng cài đặt sẵn. Và để chọn được cái chế độ và nhiệt độ bằng tay thì chúng ta sẽ ấn chữ M ở đây. Đèn sáng sẽ ấn vào nhiệt độ, đèn nhấp nháy sẽ xoay núm. Nhiệt độ thấp nhất ở chế độ mà chỉnh bằng tay là 50 độ C, và cao nhất là 220 độ C. Cái giải nhiệt độ phân bố rất là rộng, giúp chúng ta có thể làm được nhiều món.
từ ủ men sữa chua, ủ men bánh, sấy khô rau củ quả, vân vân. Thời gian chọn thời gian cũng vậy, xét nhiệt bằng cách là ấn vào phía tham, đèn nhấp nháy ở màn hình điện tử sẽ xoay lúm. Sau khi mà chọn được chức năng cũng như là nhiệt độ thì chúng ta sẽ bật đèn này, điều chỉnh nguồn nhiệt phía trên, nguồn nhiệt phía dưới, trục quay 360 và hẹn giờ trước khi nấu. Sau khi đã chọn được thời gian, nhiệt độ, nguồn nhiệt trên dưới, các chức năng phù hợp với cái công thức món ăn của chúng ta thì các bác, các anh, các chị sẽ ấn on off một lần nữa ở cái phím bán cơ này, ấn vào máy. Và khi lồi hoạt động thì cái núm đèn hai chấm này nó sẽ nhấp nháy, lồi chạy khá là êm ái. So với nhiều dòng của K-Line, Q-Line đời cổ thì nó còn kêu như một chiếc quạt công nghiệp, nó là chạy khá là êm. Cánh cửa trợ lực 3 lớp chống dây vỡ. Tất cả những cái phần tiếp xúc với thức ăn của chiếc K-Pen bản xuất EU này thì đều là inox chuẩn 304, không bắt từ, không bắt 500 trong lòng nồi. Và cái cửa kính này là cửa kính 2 lớp, kính bên trong là kính cường lực chịu nhiệt, và kính bên ngoài là kính mê ca cách nhiệt. Và tất cả những phần tiếp xúc thức ăn thì đều là inox và kính, cho nên nó an toàn tuyệt đối với sức khỏe. Phía trên của lòng nò thì sẽ có mâm nhiệt xoắn, quạt gió Rapid Air được bảo vệ bởi một cái lớp lưới inox, đèn chiếu sáng thủy tinh này. Phía dưới sẽ có thêm hai thanh nhiệt kép bổ trợ nhiệt, giúp chúng ta hạn chế lật trong khi nấu nướng. Trục quay Zoti 360 và giá đỡ. Cái điểm đặc biệt ấy thì chiếc lò này chúng ta có thể chiên nướng cùng một lúc 3 vỉ. Được, sẽ lấy làm mẫu luôn cho các bác. Một lúc 3 vỉ chiên nướng cùng một lúc luôn. Tiết kiệm rất nhiều thời gian mà chúng ta chỉ việc hẹn giờ và sau đó sẽ làm với những cái việc khác. Đây là 3 vỉ cùng một lúc. Ba vỉ chiên cùng một lúc. Hàng rất là dày dặn và cực kỳ đầm. Đặt xuống này, các bác nghe tiếng này, cực kỳ dày dặn, chịu lực đến 15 cân. Và sau khi đã kiểm tra, test hết các chức năng cũng như phụ kiện thì ngoài tem phía bảo hành chính hãng ra, tem được sẽ có thêm một cái phía bảo hành mực đỏ, viết tay có ký tên, một catalog đi kèm. Đây, phía bảo hành mực đỏ, một catalog đi kèm này. Và dán trực tiếp ở phía sau máy một cái tem bảo hành, ghi đầy đủ địa chỉ, số điện thoại công khai để tất cả mọi người có thể liên hệ. Đây là catalog mà được in vào những năm 2018, 2019, 2020, từ ngày mà thành được còn chuyên làm hàng bãi Nhật nội địa, các cái mặt hàng mà từ châu Âu, đồng hồ cổ cơ có, máy móc cầm tay điều hòa vân vân. Catalog được in những năm 2019, 2020. Những cái mẫu nồi cổ ngày xưa. Và bây giờ đã phát triển ra là nò chiên không dầu, và hiện tại thì đã có thêm cái nò chiên hơi nước. Thì nhiều bác có thắc mắc rằng sử dụng giữa lò chiên không dầu chuyên nghiệp này với lò chiên hơi nước hiện tại thì sử dụng cái nào hơn. Thì qua đây được cũng xin nói luôn là nếu như các bác muốn trải nghiệm thì chúng ta có thể sử dụng cái lò chiên hơi nước. Nhưng nếu muốn độ bền, độ an toàn và chiên nướng ngon thì chúng ta nên tách biệt nó ra. Lò chiên hơi nước nó sẽ không bao giờ bền bằng chiếc nồi chiên như này. Tại sao lại được nói như vậy? Tất cả cái hệ thống nước của nó sẽ nằm ở phía dưới và nước sẽ bốc hơi lên phía trên. Và nồi chiên là bắt buộc
nó phải có cái mai so nhiệt ở phía trên và hệ thống điện cũng như là quạt gió Rapid Air để nó ép nguồn nhiệt từ phía trên xuống. Do đó khi mà có thêm một chế độ hấp thì hơi nước sẽ bốc lên, hai cái sẽ đối nghịch nhau và cái độ bền cũng như tuổi thọ của chiếc nồi chiên hơi nước nó cực kỳ thấp. Chưa kể là nó hay bị phóng điện, đồ điện thì rất là kỵ hơi ẩm hơi nước, mà ở đây nó còn là hơi nước nhiệt độ cao. Thế do đó chúng ta nên mua tách biệt ra. Nhưng chiếc nồi hấp ý, thì không bao giờ họ làm cái hệ thống điện phía trên cả, do đó nó sẽ bền. Còn cái nồi chiên chiên hơi nước ý, thì hệ thống chiên nó lại ở phía trên và hệ thống hơi nước lại ở phía dưới, mà hơi nước sẽ bốc từ dưới đi lên, do đó tuổi thọ nó sẽ không bền. Và những nồi chiên hơi nước đều là bo mạch linh kiện điện tử, không bao giờ chịu được cái hơi nước áp suất cao như vậy, nhiệt độ cao như vậy. Do đó gần như là hết bảo hành thì sẽ rất hay bị lỗi và trục trặc. Và mà khi đã liên quan đến lỗi, liên quan đến bo mạch, nguồn IC, main chip thì không có linh kiện để mà thay. Do đó nên chúng ta mọi các bác nên tham khảo để đạt cái ý kiến đóng góp của Thành Đường. Còn chúng ta có điều kiện về kinh tế thì có thể sử dụng, không có đề gì cả, hỏng mình lại mua cái mới. Miễn ship toàn quốc, nhận hàng được kiểm tra, bật lên chạy thử, ok mới thanh toán. Mọi chi tiết xin liên hệ Thành Được, số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081, xem hàng trực tiếp tại địa chỉ số 43 đường Thành Công, Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu nại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thành được 28071992a@gmail.com. Miễn ship và tặng kèm 4 quà khuyến mãi: kéo cắt cà, hộp đũa, bình xịt dầu và 2 chiếc bật lửa. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.